chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Nào, mời màn hạ xuống. Xin mời bạn trai. Chào bạn. Chào anh Hùng Linh. Mời bạn ngồi. Dạ. Ấn tượng nha. Tóc hơi nhiều ha. À, bạn tên là gì? Dạ, tên là em tên là Tuấn, đến từ cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cục thuế. À, dữ nha. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em, mời em ngồi. Em tên là gì? Dạ em tên Thu. Thu. Dạ. Thu năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 26. À, Thu hiện giờ Thu đang làm gì? Dạ em là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng. Dạ. Bên kia là làm thuế đó. Nhân viên văn phòng em làm về gì? Công ty em là công ty gì? Dạ công ty em công ty dịch vụ. Trời ơi, chị nghe cái giọng em nó ngọt mà nó nghe nó ngọt mà nó vui vui vì sao đâu á. Bạn Tuấn. Bạn cao mét mấy? Mét 73. Mét 73. Khá cao đấy hả? Một cái người đẹp trai thế này công việc ổn định thì lý do tại sao mà bạn chưa tìm được một bạn đường hợp lý cho mình? Dạ cũng có rồi anh, nhưng mà tại vì không hợp nhau á nên chia tay. Chia tay? Dạ. Lâu chưa? Dạ cũng mấy tháng à. Mới mấy tháng thì tìm người yêu mới à? Nhắc gì vậy? Không có buồn, không có trăn trở gì hết. Tại vì người ta chủ động. Người ta chủ động? Bạn chủ nói sao chứ? Chủ động cái gì? Người ta chủ động bỏ bạn đúng không? Dạ. Chia tay với bạn đúng không? Dạ. Trời ơi, vậy người ta gọi là thất tình đó. Người ta còn buồn nhiều hơn nữa, tôi bị rồi. Dạ, em bị rồi nhưng mà 2 tuần sau hết rồi. Trời ơi, sao nhanh vậy? Ủa, lý do nào mà bạn nhanh dữ vậy? Tại vì mình nghĩ là mình sống cho gia đình mình, cho ba mẹ mình. Mình nữa. Ba mẹ mình sinh ra mình thì mình phải có sống có ích. Tức là không cần người yêu. Có người nói thì bạn gái thì nhiều, cần gì phải vì lấy một người như vậy. Không có người này quay người khác. Dạ đúng rồi. Đến với chương trình thì chị thấy em cũng rất là xinh xắn cả. Em trẻ hơn tuổi rất là nhiều. Rồi tại sao em chưa có bạn trai hả? Dạ, nhiều lý do lắm chị ơi. Sao? Đầu tiên là do em ăn nhiều quá. Em ăn nhiều quá? Không, em chị nhìn em là chị cũng biết em ăn nhiều rồi. Gì nữa không? Em giữ nữa. Trời ơi. Giữ nữa hả? Em giữ là sao? Ví dụ em giữ thì sao nè? Em không giữ lắm. Không giữ lắm? Đúng rồi. Nếu mà hai bên trao đổi ngộ, chúng là quýnh luôn. Không, em không có quýnh. Em chửi thôi mà. Em chửi. Chửi còn quá sao quýnh. Sao bạn? Bạn nghe sao Tuấn? Dữ dằn quá. Dạ, bạn nghe bạn thấy dữ dằn quá. Em nghĩ là em muốn chọn cái người mẫu bạn trai của mình là như thế nào? Em thích bạn em cao trên 1m7. Cao trên 1m7? Dạ. Có luôn. Có răng khểnh hoặc lúm đồng tiền. Cái này là không có một cái răng khểnh mà toàn bộ răng khểnh hết. Rồi gì nữa em? Dạ. Tính tiền chín chắn một chút. Công việc ổn định. Bây giờ tôi hỏi người mà đó, cái yêu cầu của bạn gái vậy đó, còn bạn như thế nào? Cái mẫu người mà bạn thích là như thế nào? Cỡ như Hà Kiều Anh. Chết rồi, em rớt chết. Trời. Anh sao vậy anh Linh? Anh yêu cầu vậy? Hấp dẫn quá. Anh bị gì anh Linh? Hả? À, anh nghe cũng choáng. Cụ thể bây giờ nè, cái gương mặt như giống như người Hà Kiều Anh rồi, nhưng cái tính tình như thế nào? Tính tình biết nhường nhịn. Ừ. Rồi biết đó trên nhường dưới, biết kính trọng cha mẹ rồi đó. Yêu cầu cao rồi, thành ra giờ ế là phải ông nội ơi. Thôi bây giờ chị nghe bên đó yêu cầu nhiều quá mà không biết là được như cái thực lực thì như thế nào. Mà sao mà yêu cầu người ta nhiều dữ vậy? Bên đó cỡ nào mà đòi này, bên đây cỡ Hà Kiều Anh tự. Ở đây cũng sân bay quốc tế Long Thành nè. Trời. Bình tĩnh em, bình tĩnh em. Hết sức bình tĩnh. Để chị qua chị coi trước nha. Được không được chị nói em rồi em từ cái phòng gửi xe đó là em đi luôn, em khỏi mất công gửi chiếc xe tốn tiền nha cưng nha. Trời. Mình bớt bớt xuống một chút đi, đã mình có đôi có cặp nha. Chứ mình đòi hỏi kiểu đó là ế dài dài luôn á. Trời ơi là trời, khổ ghê. Coi có răng khểnh không? Cười coi. Có răng súng. Có răng súng chứ có răng khểnh. Trời ơi là trời.
Mà làm gì mà chê người của tôi vậy? Đẹp trai quá chứ bộ. Nhưng mà tôi thấy đòi hỏi là cao quá. Tôi có quyền chứ. Bớt bớt một chút đi. Không bớt. Cứ như thế mà làm không có bớt. Rồi. Mình nghĩ sao mình nói vậy? Rồi ok, tôi cho từ phòng gửi xe đi về luôn. Giỡn hoài. Thôi em, cả được, được, được. Hả? Chứ mình có giá trị của mình chứ em. Qua kiểm tra cho. Ta đẹp không? Rất là xinh, thật sự xinh á. Nhưng mà hơi tròn chút. Ta ăn nhiều thôi, ta tròn. Bây giờ chúng ta sẽ có bình tĩnh nha em. 2 phút để gặp mặt nhau, để cùng ngắm nhìn rồi xem tiếng sét ai tình nó có đánh hay không. Được rồi, mình cho người ta gửi xe về trước, mình khỏi gửi xe nha cưng nha. Nào, kéo đêm. 2, 3. 2 phút để nhìn nhau. Chào anh. Chào em, anh tên là Tuấn. Em tên Thu. Biết rồi, nãy giới thiệu rồi. Tại không biết nói gì vậy. Em nhận xét thì anh thế nào? Dạ, em nói thiệt một câu anh đừng có buồn nha. Tại em không có điều kiến mà em cận tới 4 rồi rưỡi rồi. Nhìn sao mờ mờ rồi. Vậy là hơi đi xu vậy trời. Bạn thấy mờ mờ mà thấy Tuấn Tuấn đẹp trai không? Mờ mờ có thấy gì đâu mà nhận xét anh. Cũng thấy mờ mờ cũng được chứ. Có thấy sân bay không? Nói đi Tuấn, Tuấn nói đi. Hỏi vụ gì đó. Vô đi. Hỏi gì anh? Hỏi có thuốc mọc tóc không? Không, cái đó em không có bán. Em hỏi anh câu này thôi nha. Mà anh nghe xong anh đừng có tự ái nha. Em có hỏi. Lỡ nó được thì được, không được thì thôi nha. Lỡ mà người ta gặp người ta nói anh là gay anh làm sao? Thì anh sẽ chứng minh anh phải là cũng lại là gay. Anh chứng minh như thế nào? Mình sẽ yêu một người. Gặp nhau hỏi câu này hơi mệt rồi nha. Hết giờ. Hết giờ rồi. Trời ơi. Trời ơi cái gì vậy trời? Sao vậy em? Vì chưa cho mình nói gì kỳ vậy? Ủa thì... Không nói kỳ quá. Tự nhiên mới gặp đầu đủ từ gây sao? Chúng ta sẽ đến cái thời khắc quan trọng nhất. Và tôi nhắc lại cho các bạn là các bạn phải suy nghĩ thật kỹ để xem chúng ta có quyết định hẹn hò với nhau hay không. Và bây giờ hãy suy nghĩ thật kỹ và bắt đầu. Một. Từ từ. Hai. Bình tĩnh. 2:30. Hồi hộp. 2:88. Và 3. Hết thời gian. Xin mời các bạn. Xin mời. Hình như đây là lần đầu tiên mà Cát Tường và anh Quyền Linh kết đôi cho nhau mà cả hai đều không nhấn nút chọn nhau. Vậy thì bây giờ ngay giờ phút này xin hỏi được cái cảm nghĩ của bạn như phút này là như thế nào? Tại vì em có cảm giác là không có phải là mẫu người em muốn. Thế còn bạn là sao bạn lại không chọn bạn nữ của tôi? Tại vì bạn có cảm giác về em không đúng nên em không chọn. Vậy là một chút tự ái của người đàn ông hả? Yeah. Nhưng mà trên tay bạn nam đang cầm cái gì vậy? Em có 4 câu thơ tặng. 4 câu thơ. Bốn câu thơ. Cái là hộp này nè. Dạ, hộp này đựng sò. Hả? Là 4 câu thơ nằm trong cái hộp này. Dạ, dạ em đọc. Rồi, mời bạn. Mời bạn. Tham gia bạn muốn hẹn hò, nhất định phải có con sò trên tay. Nếu mà tình đã đắm say, sò này cho gửi, dắt tay nhau về. Bạn bạn. Kiểu là mình không có đắm say đâu. Mình không đắm say rồi sao? Về không nắm tay rồi nha. Lỡ đi, lỡ đến rồi lỡ phải tặng luôn. Vậy thôi nắm tay luôn, lỡ cái cũng là bắt tay giao hữu cái đi. Đó. Và bây giờ thì mời các bạn chờ trong ít phút để chúng ta tham gia vòng quay may mắn để có thể nhận được những phần quà từ Toshiba.